để mong ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Đêm năm mới ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng yêu đậm sâu, có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu, tính toán trong đầu nhật quyết đón em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Giang nhét sắp sân không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu, yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi găng lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh, thề một câu luôn khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. The late night drunk phone calls that you picked up. Here's to all the bad decisions that you didn't judge. All the love yous and the hate yous and secrets that you told me. Here's to everyone but mostly us. There's a couple billion people in the world and a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it in. Every high and every low led to this. I'm just so glad you exist. Ooh, 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 ooh. Hey, look what a hello from a stranger turned into. Caught up in a moment like it's just us in this room. All the right words at the right time, and you know them 'cause you know me better than anyone else. We don't need anyone else. There's a couple billion people in the world, and a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it in. 'Cause every high and every low led to this. I'm just so glad you exist. Don't you ever go, don't you ever go, don't you ever go changing. Never let me go, never let me go, never let me go, baby. Don't you ever go, don't you ever go, don't you ever go changing. Never let me go, never ever let me go, never let me go, baby. There's a couple billion people in the world, and a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it in. Every lonely to these, I'm just so glad you exist.
Trưởng ra anh thân nhất lũ nhóc men bên giống qua đây em cần tức lâm vô miền Tây không có như còn phải dễ chỉ cần gặp đầu anh luôn cho phải lễ ba con lỗi sớm hôm bao em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê vậy nào người ơi ga gáy dậy đi nè dậy ăn cái gì cho nó rồi mình lấn xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các thông gia mời em đi về quê anh treo xuống ba lá ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ra
duyên anh giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh ngoài sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, cụ thể giao bái đêm nay ta say ta bái thắng hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý vị, phần Nguyễn Hương cũng đã xong hết sức nhanh nhẹn và tốt đẹp, và bây giờ chúng tôi xin phép được hành lễ. Kính thưa nhiều vị trưởng tập, kính thưa ông đại diện, kính thưa hội đồng luyện tập và tất cả quý bà con cô bác có mặt hôm nay. Và trong phần lễ đến hôm nay chúng tôi sẽ cử hành gồm có 6 phần lễ. Phần lễ thứ nhất là phần lễ thượng đăng hạ bái đường. Phần lễ thứ hai là phần lễ lại họ. Phần lễ thứ ba là phần lễ tặng đồ nữ trang cho cô dâu. Phần lễ thứ tư là phần lễ chú rể và cô dâu ra mắt bà con hai họ. Phần lễ thứ năm là phần lễ dở mâm cao trào. Và phần lễ thứ sáu đó là phần lễ nhà trai chúng tôi xin phép được cáo quy ra về. Kính thưa quý vị, trong 6 phần lễ chúng tôi vừa trình, theo tập quán của gia đình của địa phương cần bổ sung thêm để buổi lễ được đầy đủ và tốt đẹp. Xin góp ý kiến. Tôi thì đại diện nhà gái xin góp ý kiến thêm một phần nữa là thêm cái phần thứ bảy, tức là cái phần sau khi phần thứ sáu xong rồi mời đại diện, mời hết nhà trai ở lại bên nhà gái dự tiệc thân mật. Dạ, cái phần là đó là cái gì cung kính không bằng tuân lệnh, chịu liền rồi. Dạ, dạ, dạ. Và như vậy thì thôi, bây giờ nếu mà 6 phần chúng tôi vừa trình thì không có gì thay đổi, thì căn cứ theo đó chúng tôi xin phép được hành lễ hôm nay. Rất rượu con. Phần thứ bảy là nhanh nhất. Kính thưa nhiều vị tưởng tập, kính thưa đại diện, kính thưa hội đồng luyện tập và tất cả quý bà con cô bác có mặt hôm nay, chúng tôi xin phép cho chú rể được làm lễ thứ nhất, đó là phần lễ thượng đăng hạ bái đường. Phần lễ thứ nhất cũng đã xong hết sức nhanh nhẹn và tốt đẹp, và đó cũng là tiền đồ hạnh phúc của cô dâu và chú rể từ hôm nay mãi mãi trở về sau. Và phần lễ kế tiếp đó là phần lễ lại họ. Chú rể ơi, bước vô đây, phần này mình cũng cho con nó xá thôi thưa bà. Rồi, vậy là đủ rồi, lại họ rồi. Rất tiếp. Phần lễ lại họ cũng đã xong, và bây giờ chúng tôi xin phép cho chú rể được làm lễ kế tiếp, đó là phần tặng đồ nữ trang cho cô dâu, và mời cô dâu Minh Nguyệt cũng xuất hiện ra lập xong cùng chú rể và ra mắt bà con hai họ, ra mắt cô Quyền. Tất cả
cả quý bà con hãy họ hướng về cô dâu Minh Nguyệt. Kính thưa quý vị, hôm nay cô dâu Minh Nguyệt hết sức là vui vẻ, trẻ trung như đóa hoa xuân. Và bên cạnh đó là chú rể Ngô An hết sức là khôi ngô tuấn tú. Mời chú rể đón cô dâu hạnh phúc ấy quý vị, cho một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Rồi bây giờ gì? Hai đứa con hướng về cổ quyền trước. Cúi đầu. Một, hai, ba, bốn. Cúi đầu ra mắt bà con hai họ. Một, hai. Cúi đầu hai lễ. Cúi đầu hai cái lễ, hai lễ. Cúi đầu giỏi quá. Phải lúc đầu ấy. À, phần lễ hôm nay là giờ phút này đó là phần lễ tặng đầu nữ trang cho cô dâu, và cô dâu và chú rể đã làm xong cho nhau và chào với nhau với sự chứng kiến của tất cả quý bà con cô bác hạnh phúc vô cùng. Và bây giờ kể như là theo cái tập quán nói chung của người Á Đông là, và nói riêng người Việt Nam chúng ta, là khi cưới một cô gái nào đó về làm dâu trong gia đình để nối dõi tông môn thì nhà trai bổn phận phải cho dâu những món chi để làm kỷ niệm. Kính thưa quý vị, ý chúng tôi muốn nói hôm nay đó là phần nữ trang. Thì hôm nay phần nữ trang mình tặng dâu thái của mình là những món chi thân tình giữa hai họ. Hôm nay phần nữ trang, hôm nay là nhà trai tặng cho cô dâu khả ái của mình món thứ nhất, đó là đôi hoa tai hộp xoàn. Sợi dây chuyền, cái này mình thiết lát đây không? Đôi vòng. Một cây kiềng. Cái này các bạn thiết lát. Và hai chiếc nhẫn thường cho đôi nguyên ương hôm nay. Và món quan trọng nhất là đôi nhẫn cưới cho đôi quê hương hôm nay. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù thề giao mãi đêm nay ta say ta. Em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng. Bông ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuồng ba lá, ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn. Là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù thề giao bái đêm nay ta say ta bái thắng hai. Quê mình chân chất, dân nhà anh cứ đi bằng chân đất. Không sao, trưởng là anh thân nhất. Lũ nhóc len bên, giáo qua đây anh cần tất. Làm vô miền Tây không có như còn phải dễ. Chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lối sớm, hồi ba em tai ghế. Một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy, dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó. Rồi mình lên xe qua tới thưa mẹ cha. Một bài ca, hai bên nhà các tham gia. Mời em đi về quê anh, treo xuồng ba lá, ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường. Đang rất thích là
vui vẻ. Thì bây giờ kể như là phần nữ trang đã xong, thì kể cho phần nạp tài, thì kể như là cũng nào. Ngoài vấn đề nữ trang ra để làm kỷ niệm thì cũng có một cái số tiền nào đó để nhà trai tiếp cho nhà gái trong ngày đám cưới, đám nói. Thì hôm nay thì nhà trai cũng có một cái số tiền mà chúng ta gọi là nạp tài. Nhà trai nạp tài cho nhà gái là cái số tiền hôm nay là để là tiếp cho ngày đám nói hôm nay lẫn đám cưới tới. Thì số tiền đó là tôi đang cầm đây, chứ không biết bao nhiêu, thôi giờ có tuyên bố hay sao ấy. Và tuyên bố đó là 100 triệu. Thì thôi bây giờ mời hai bên tham gia bước ra, một bên trai một bên chụp hình. Đứng liễn liễn để chụp hình cho đẹp nha. Rồi bây giờ bên bà xui trai trao cho bà xui gái. Rồi tôi giao chú để nhìn đây. Xui cái nữa nha, một tấm. Đây từ từ để cái 1, 2. Wow, cảm ơn. Rồi hai bà ruông cái coi. Bắt tay. Rồi bây giờ hai ông chồng tới bắt tay luôn. Lắc mạnh vô nha. Kính thưa quý vị, phần nữ trang cũng như là phần nạp tài cũng đã xong. Lẽ ra hôm nay vào phút này chúng tôi trình cho nhà gái là cũng như là cái phần thiệp để báo tin ngày rước dâu. Thì thật sự chúng tôi cũng bị bộn cái nó cũng hơi bị sai suất. Do đó là cũng là xin trình cho bà con bên nhà gái là xin miệng. Rồi chúng tôi sẽ là bổ sung bằng cái thiệp sau. Thì chúng tôi trân trọng trên với thân tập của nhà gái là cái ngày lễ rước dâu chúng tôi sẽ cử hành vào lúc 7 giờ sáng ngày 20 tháng 5. Phải 20 tháng 5 ha? Dạ, 20 tháng 5 âm lịch. Và chúng tôi sẽ đến nhà gái để thực hiện phần lễ rước dâu và trân trọng kính trình. Và chúng tôi sẽ bổ sung cái bằng thiệp sau. Rồi rất rượu đi con. Lúc này rất hay nhiều được rồi đó. Lúc này khó uống rồi. Kính thưa quý vị, cô dâu và chú rể là trang sức cho nhau cũng như là phần nạp tài cũng đã xong. Thì bây giờ phần lễ kế tiếp đó là phần lễ cô dâu và chú rể ra mắt bà con thân tộc hai họ. Thì chúng tôi xin phép để cho chú rể được ra mắt bà con thân tộc bên nhà gái trước. Thì nhờ ông đại diện, diện tư hướng dẫn cho cháu ra mắt bà con. Nhà gái á, thì về ông bà hiện tiền á, thì chỉ còn có bà ngoại cô dâu ra mắt cô bà. Theo dân rượu cho ngoại luôn đi. Giờ dân rượu cho ngoại. Nè con. Bà ngoại. Bước tay con. Dạ bác ơi, không sao đâu, được, con được. Bà ngoại ơi, máy luôn bà ngoại ơi. Dạ bà cài cài. Cuối đầu, hai lễ. Thằng ông bà thì có bà ngoại. Kế tiếp là thằng bố mẹ. Rồi hai đứa đứng sát rồi. Còn mời mẹ, mời mẹ đây, mời mẹ. Ba muốn nha mẹ, rồi mời ba. Rồi hai ông bà, rồi ông bà cũng ly cái đấy, cũng ly. Đúng rồi. Hạnh phúc vô cùng. Đây, chưa, bây giờ nghiêm chỉnh cúi đầu ba mẹ, hai lễ cúi đầu, một, hai, giỏi quá, rồi, sao cho mừng chung lại. Sau phần lễ giới thiệu cha mẹ thì còn lại là chú ba. Ra chú ba. Rồi, chú lễ mời chú ba chứ nè. Mời chú ba đóng cái rượu giùm con cái. Dạ đúng rồi, con mời. Dạ rồi, chú lễ lấy đi kia mời chú ba. Rồi, chú tính cũng lý. 100% luôn. Thì vậy là xong bên phần bên nội. Bây giờ còn cô cậu bên ngoại. Thì bà con mình đó rồi bắt đầu đến bố mẹ mình mới cho con cái này. Đây giới thiệu tiếp đây là chị Tư. Cái mặt anh xin phép cái mấy á. Cô Dượng rồi thì ở phía ngoài biển lễ cho mấy cháu. Thôi vậy dâu sẽ mâm chầu lại cho đại diện nhà trai. Dạ, mày anh biết lại đó. Chưa đâu, tôi đâu có dám cụng ổng đâu. Bây giờ là phần quá, Dượng Tư cực lắm. Phải không? Bây giờ phần con ra mắt, bây giờ đây là ra ba mẹ, bà ngoại, bà con hết. Dượng Tư chưa? Mời con phải mời Dượng Tư. Dượng Tư thương cháu này uống cho hết coi. Thấy gì Dượng Tư hay vậy?
rồi ơi. Thôi cũng quảng hô, quảng hô. Rồi cúi đầu dựng tư hai lễ đi, dựng tư nãy giờ cực lắm con. Ừ. Rồi. Thôi bây giờ thế này, kể như là chú rể là nhà dựng tư hướng dẫn để cho ra mắt bà con thân tộc bên họ nhà gái. Chứ thật sự mà nếu tôi biết đó, thân tộc nhà gái đông lắm. Mà nếu mà dựng tư cho cháu ra mắt hết thì chắc thời gian cũng không cho phép đâu. Để dựng tư cũng du di bà con mà tượng trưng tiêu biểu tại đây, còn một số bà con ngoài nữa tính sao. Mình gặp nữa rồi mình cho cháu ra mắt thêm. Thì bây giờ để tiếp đây cũng là giống như là bên nhà gái thì nhà trai chúng tôi đây cũng có một số bà con cũng chưa biết cháu dâu mặc ra như thế nào. Thì hôm nay ra đó là thấy rõ rồi. Thì bên này là bác giới thiệu cho con nha. Ra mắt bà con thân tộc bên chồng nha con, là bên nhà trai hôm nay đó. Thì thôi bây giờ kể như là hai đứa con, bây giờ mình ngồi đó hay là không ngồi đó, đi tới đi lui nó hơi chậm lắm nha. Bây giờ gì hai đứa con cũng như nãy giờ vậy đây, rồi bưng rượu, phần đợt này là con dân rượu nha, hai đứa đi vòng qua bên đó. Rồi, ba cầm rượu, rồi còn bà ba nữa. Đây, con cầm cầm cái rượu này. Con mời bà ba ngồi bên kia. Rồi, bà ba luôn. Rồi, bưng một tay một. Rồi, tư một tay. Không có tư một tay. Quá hay. Chậm mà nó có cái hình, có kỷ niệm. Ở kim bài này, chúc tường. Rồi, có một bát đi con. Cô dâu mà rượu quá, gái cho bát rồi, mấy cha đắng rượu. Rồi, hai bát uống rượu, đi cho tớ. Hát cậu dòng quá, chúc mời. Hát cậu dòng quá. Dạ, con mời hai bát thôi. Con ai dân rượu cho hai bát năm đi con. Rồi. Dạ bác năm nấu đi rượu, bác cắt đó ăn ra nấu đi rượu con. Hai bác cũng lý, cũng lý, cũng lý. Mày nói để nó ngon không? Có. Rồi, bác uống chút. Dạ, bác uống chút nha. Rồi, cô dâu tiếp qua đây chút xíu nữa đi cô dâu. Em đi rồi. Quá chờ xíu thằng ơi, cô dâu chú rể mình. Dạ, con mời mọi người đứng sát cho cô dâu chú rể cho con tí. Dạ, đúng rồi. Rồi, dạ mời rượu đi cuối chú rể. Mời. Chúc cháu được trăm năm mà tốt chưa? Dạ, dạ. Con cháu chị Phượng dạ con mời mọi người sát cho cô dâu chú rể này kiếm mà xuống con mời cô dâu chú rể cứ đứng mà cháu mở mời mời dân rượu cho con mở mời cô ba dân rượu chúc con hai con trăm năm hạnh phúc. Dạ xong cái mình đứng sát vô cho con cái. Rồi mình mời rượu đi, vì hai vị tám đó mời rượu cho con cái. Dạ mời rượu được rồi đó. Rồi. Em mời về đi, mời vị tám. Chúng có bài 88 đi chúc hai con. Để cho con xuống. Mời. Chúc hai con nha. Dạ. Chúc hai con cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Vậy hai con muốn bà chẳng. Dạ con cảm ơn. 8 nữa kìa. 8 nữa. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Dạ con cảm ơn. 8 đời bên nhau ha. Dạ dạ cảm ơn. Cũng là xin cáo lỗi với dì hai dì tám. Là tại vì hai cháu ra ngoài kia nó trước rồi. Tôi lại để cho cháu ra mắt trước. Nó đúng là dì hai dì tám. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Bưng rượu lên đi. Mời cha. Dạ con mời cha. Rồi cầm đó, rồi con mời mẹ. Không con mời mẹ. Dạ con mời mẹ. Thôi rồi, rồi hai người cùng ly để uống mừng cho con coi. Uống coi. Ừ, rồi cúi đầu hai lễ con. Cúi đầu. Ồ, uống khách nghe rồi. Mẹ, ba mẹ chúc quà lời chúc mừng vui. Có chúc cho con gì không? Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Dạ con cảm ơn. Cái chúc trăm năm hạnh phúc mới là quan trọng, còn cái gửi quà là phụ thôi. Ngày xưa là kể như mà dâu ra mắt mẹ chồng đó thì mua dễ sồ quần áo đi tặng cho con. Nhưng mà bây giờ là không có mua thứ đó nữa mà giờ tặng quà cho con một số tiền để tùy nghi sử dụng theo ý muốn của con. Nha, thì giờ mẹ con tặng cho con cái món quà. Bao nhiêu tiền vậy? 10 triệu đồng nha con. Dạ con cảm ơn. Ôm mẹ cái điều vô. Ôm mẹ. Cho mẹ thanh. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Có tiền mà chưa? Nè.
Cũng là thưa với quý bà con cô bác bên và bà nhà trai cũng như bên nhà gái, hôm nay cô dâu và chú rể ra mắt bà con hai họ thì chắc chắn cũng phải có sơ sót thiếu một số bà con vì còn một phía ngoài hoặc cái hoàn cảnh không có tới được. Thì do vậy thì bây giờ nếu bà con nào chưa uống rượu mừng thì chút xíu cô dâu và chú rể sẽ ra mắt sau nha, nhờ bà con thông cảm. Rồi rất rượu kế tiếp luôn, đừng tranh thủ đi. Thôi, lúc này hết lại. Mấy tiếng ngộ. Và bây giờ phần lễ kế tiếp đó là phần lễ dở mâm cao trầu. Dạ, bây giờ cho con nó dở mâm cao trầu luôn. Dạ. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay, kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít, sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son đôi duyên trầu cau, đình đám. Duyên thắm duyên nồng, thiền đã sang sông, đậu bến huyền hương. Đang bình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay cho bố mẹ vợ, chứ cho bằng nhạc gia nhạc mẫu nha. Còn dâu đó thì dâng rượu cho bố mẹ chồng, cái này là lễ tứ thân, hai bên uống với nhau, bắt tay với nhau kêu bằng anh xui mãi mãi, thương yêu nhau như anh em ruột suốt đời suốt kiếp. Để lo cho con. Rồi dâng rượu cho hai bên. Rồi con về ba mẹ. Dạ, hai mấy chai cùng ly được không? Hai mấy chai. Dạ, cùng ly. Dạ, đúng rồi. Dạ. Con cảm ơn 100% luôn. Dạ, 100% luôn. 100% nha anh Xuôi. Dạ, bắt tay cái đi. Dạ, bác ơi, nhìn con cái đi. Dạ, 100% luôn. Dạ, con cảm ơn. Dạ. 100% luôn nha. Quan trọng lắm cho đài phát tay quý vị ơi. Rồi, rất đủ kế tiếp con. Ngon quá ngon. Dạ, rồi, rất rượu kế tiếp. Rồi, mời hai bên, hai mẹ con đi. Dạ. Rồi, an dân rượu cho mẹ con đi. Dạ. Hai bà Xuôi cũng ly. Đứng lên cũng ly. Bắt tay uống cho nghe cho thiệt ngon coi. Ừ, rồi, bye. Hết vậy chị. Đúng, một tràng bắt tay. Hay đó, hay ghê chưa? Đó là đại diện cho nhà gái mời họ nhà trai ở lại dùng một buổi tiệc thân mật với nhà gái. Xin hát. Dạ, cung kính ông bằng con lợn. Dạ chịu. Dạ thôi bây giờ bà lễ kể như là thành công mỹ mãn thôi. Giờ mời bà con hai họ chúng ta cũng đi tới đi lui cho giãn gân chút xíu. Dạ con ơi, đi ra này. Thôi, việc đẹp quá. Nhau có đẹp quá nè.
dâu cầm quà cái đi. Rồi nhìn đây 1, 2, 3, cái nữa nha. 1, 2, 3. Rồi đẹp luôn. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Có lò lửa không? Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi, cô dâu ơi, sáng vô ngồi chút xíu. Đúng rồi, sư, cái nãy nhà 1, 2. Rồi, dạ xong. Cảm ơn chị. Chúc hai đứa ngàn năm hạnh phúc nha. Dạ. Rồi, thấy vô, cô dâu khoe quà đấy cô dâu. Đúng rồi, tươi, tươi. Rồi, dừng máy nha. Rồi, bye bye. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, dạ chú ơi. Dạ. Rồi, 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 đợi hình mình nhìn đây. Cô dâu khoe quà, 1, 2, 3, cái nữa nha, 1, 2. Rồi, cảm ơn cô dâu. Dạ. Ok, cảm ơn chị. Cảm ơn cô dâu. Cô dâu thì đứng đi đỏ đi. Con đứng ca chị đi, để cho nó đỏ nha. Là gì hả? Dạ, đỏ đỏ bên đeo. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta giỡn ai? Mang cô dâu xây vô chú nghệ. Đúng rồi, chú nghệ xây vô cô dâu. Hai đứa xin xây vô. Mà hai em cô dâu xây vô. Đúng rồi. Ừ, đó đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đi đại lớn rồi. Ba bạn nữ đẹp này nha, Vũ Nguyên một. Cô dâu đại lớn này, Vũ Nguyên. Tiên không? Hả tiên, hả tiên. Tiên rồi, tươi, tươi. Rồi, đã chị mời lớn hơn mọi người. Năm mới đó bao niềm vui trong phơi phới, bà con xúm xích bên nhau quấn quýt tay lao.
xin coi. Ta ta từ từ rồi khoát tay, tôi cho bác đi anh đưa em về. Em đâu có biết gì mà nói ra mà câu thiết tha. Như nhà mình thôi em thấy có gì khó đâu, đâu, đâu. Chỉ cần làm đúng, 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 đúng. Chẳng ai đâu năm là ai trao quà nè. Chỉ nhà nhà lòng đến đến xa. Đừng cùng vui sao mà vui mãi này mình có nào. Bao lâu nay mang nồng, em bằng lòng thì đúng thôi. Em đúng ngay đầu năm ba má mình mà nghe vui lắm. Tinh 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 cho sao tìm người tìm nụ cười hẳn đến xa.
vì sẽ